Người này chắc đi kiếm bắt cua. Uống đây nước còn sâu quá trời. Sao lại đi vay nữa? Sao lại tất lịch ở trên kế vậy? Không ai mau chạy ấy. Muốn thơ ca một nhé. Nếu xa đang phân lưng. Nó xài nó chở được. Nên lâu mới. Hả? Mày thay một chong. Sẽ nấy như sổ bộ chọn đấy nè. Sẽ đây là vơi mấy nè. Thấy đầu rối. Thầy đầu muốn không được trời. Cái này là lúa mùa nha bà con, nó dài lắm, nước lên tới đâu là nó lên tới đó. Thấy cái ruộng này nó thấp hơn ta nè, rồi nó không có chỗ thoát á, nhà nước nó đổ dồn về đây hết.
Sáng mới bỏ để mấy cái này nè, mới mở gánh nè. Là nặng quá rồi mới nảy ra ý để cái lấy tấm bạc làm chiếc xuồng kéo nó dễ hơn. Lúa mùa đâu mất tiêu hết rồi. Lúa này là lúa đặc sản, tiếng Khmer kêu bằng con nghĩa. Hồi xưa người ta trồng lúa này mà bây giờ có tiệc chấm không mà nhà chỉ còn ở căn chiều ở Việt Nam này nghe chồng thằng nhóm mua thằng nhóm nó nhóm gì thằng này như 5-6 tháng gì thằng năm có 3 tháng mà người thì vẫn chồng này không có đồng nữa đâu bán không có sạch tốt như vậy nhiều đến không chú với khó ăn đang phun với tay nó với trên cái nữa rồi chứ với sao bãi với ổ bàn lôi tiết bàn lôi tiết dương này nấy thư xem sao mà kì đi dương thư bàn ta mạnh khai đó sao mà ra đâu tổng mòn ta sợi tôm bàn trên tay chốt bàn bàn lôi kì nó cái bàn lôi vô là khai rồi kì tay nó tới bàn nơi krong tiết cái sao bãi kì tiết dương đi sải mong phải mong một mối châu mông ngộ cái lại đi vậy nên phun hiếm quan chắc mối châu tay nhảy mối châu lên nhờ xoan đồng bóng bóng một cha sở nó nhìn quá ba bà kéo lúa vô dễ ai ta thọ tập về ô máu mườm toán nè à lại đền dây dây rương mỗi tá ắt khơi dậy ô máu ấy da ô châu nó à hiện nó thơ tôi tu đá nó sủa lại nơi chỉ dính cái thơ tàn chân đó nơi chỉ dính cái chỗ tới à sẽ cái chở chở kia cậu thơ chẳng đó bắt tay bọc cái thơ về bọc cái thơ về chiên nếu khóa trên đấy nữa ta nữa anh ấy khóa với đứa trên trên thằng long à nhé khóa với thông thông nữa cua vừa về trên
cái này là lúa chết, ta cắt một đợt xong rồi giờ nó mọc lại. À nên không ai dân hơi có bó à? Đó, ông tụ máu ấy.